nó vẫn trẻ con, vẫn hồn nhiên. Ngày đó ríu rít như chim gọi bay, con đường ngập tràn tà áo trắng, tiếng cười giòn tan trong ánh nắng. Nhớ sao những ngày trường xưa ấy. Ngày đó những tiếng về, những mùa thi. Ngày đó nhắc cho nhau những bài học, có giận hờn buồn vui ai ơi. Kỷ niệm đẹp như trang sách mới, dắt tay chúng tôi cất bước vào đời. Thầy cô cho tôi bao ước mơ, từng trang vỡ thơ nào học trò, dạy cho tôi thêm yêu quê hương và cuộc sống. Từng hành lang ghế đã vấn đề. Chào đón các quý vị khách quý, các thí sinh quý, thầy cô và toàn thể các bạn học sinh niên khóa 8797 hiện đang sống và làm việc tại quê hương cùng với các bạn. Bạn trên khắp mọi miền đất nước đã về dự buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày gặp lại và tri ân quý thầy cô trường cấp 1 2 Hải Bình do ban liên lạc của niên khóa triệu tập. Hiện nay đã chuẩn bị đến giờ khai mạc buổi lễ, trân trọng kính mời toàn thể khán phòng ổn định tổ chức để chương trình được phép bắt đầu. Vâng, đến với tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 25 năm ngày gặp lại và tri ân quý thầy cô của các cụ học sinh niên khóa 8797. Xin trân trọng kính mời các vị khách quý, quý thầy cô và toàn thể các bạn hướng về sân khấu đến với chương trình văn nghệ chào mừng với ca khúc Con đường đến trường do tập thể lớp A thể hiện. Chạy dưới chân tôi ngập ngừng trong tôi như thầm mời đường về trường nỗi sao lạ quá. Một chiều đi trên con đường này có kỷ niệm tràn sống trong tôi, để lại trong sân ngôi trường này còn đâu đây mùi nhớ vu mờ to nhạt. Yeah.
của tập thể lớp A. Đến với chương trình, xin kính mời các quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn đến với ca khúc Thương Nhớ Một Miền Quê do bạn Thanh Tùng thể hiện.
của bạn Thanh Tùng. Và xin mời quý thầy cô, quý vị đại biểu cùng tập thể các bạn đến với ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa do Tốt Ca thể hiện. Lời đầu tiên cho các em thay mặt cho đôi văn nghệ của lớp A xin gửi tới quý thầy cô, quý vị đại biểu và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý thầy cô, thưa các bạn cựu học sinh, 25 năm một khoảng thời gian tuy chưa dài nhưng viết lên những lịch sử nhưng đã có ý nghĩa thật lớn lao, đã đến dấu một mốc son trưởng thành của cựu học sinh đồng niên khóa 8797 trường Hải Đình, và đồng là một điểm nhấn đậm nét về tình của những con người đã và đang gắn bó trên đất Hải Đình và các tỉnh khác trong cả nước. Vâng, cựu học sinh niên khóa 8797 sau khi rời khỏi mái trường trung học cơ sở Hải Bình thân yêu, chia tay thầy cô và bạn bè, dù ở bất cứ đâu, trong tỉnh hay ngoài tỉnh, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, chúng ta vẫn luôn đau đớn nhớ về trường xưa, nhớ thầy cô và bạn bè cũ. Nhiều người đã miệt mài trong những cuộc gặp lại vì lại thầy cô bạn cũ và thật diệu kỳ như thể trong mơ. Hôm nay chúng ta đang tình cảm thấy nhau và đã được gặp nhau, ngồi bên nhau hàn huyên tâm sự.
quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh, đời người ngắn ngủi, quá khứ rồi cũng trở thành kỷ niệm. Nếu như có thể, mỗi dịp năm mới, đừng quên bỏ bước, gặp mặt bạn học, ôn lại tình bạn xưa, bạn học cũ, đã lâu không gặp. Có lẽ bạn đã bận rộn với gì, sự nghiệp, hay bạn đã cảm thấy mệt mỏi, chẳng được lực dòng người, sẽ có thể hoàn cảnh xã hội của chúng ta không như nhau, và thấy tính cách của chúng ta cũng hơi chút khác biệt. Nhưng dù thế nào, cái tình bạn học mãi mãi không phai mờ, và cũng không bao giờ thay đổi. Trong dân gian cũng lớn với tập thể cô sinh hội viên năm 1997 trường trung học cấp hai Hải Bình. Hôm nay ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị anh quý. Về phía địa phương xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Anh Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Hải Bình. Trường tiểu học lớp 1 cô Lê Thị Nguyệt trân trọng như vậy. Người mênh mông
chúng ta không sớm không muộn gặp nhau. 5 năm cũng là trường của học cuối cùng. Suốt đời không quên những tình bạn trong sân trường lưu lại dấu chân của người thanh xuân. Thời gian dần trôi, sân trường xưa đã trở thành dĩ vãng. Nhưng mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại thấy sao bồi hồi xúc động. Đồng tây ngàn bắc, chân trời góc biển. Bạn học thân mến, bạn có khỏe không? Tình học bạn học là thuần khiết nhất, mộng mạc nhất, cao quý nhất, trân trọng nhất, lãng mạn nhất, kiên cố nhất và cũng là vĩnh hằng nhất. Cùng học chung khóa, chung lớp, chung thì vui thì cười, giận thì mắng, dối hờn thì quay mặt lặng tin, tính tình ngay thẳng. Hôm nay ngồi lại nhớ lại chuyện xưa, có lẽ bạn và tôi đều mỉm cười mà nghe. Không có những lợi ích vật chất, không có lợi dụng lẫn nhau, đó là cái ngọc quý mà cuộc sống đã ban tặng mỗi người, đó là tình bạn học trò và cuối cùng là học lớp. Thành bước nghiệp cuộc sống để chúng ta hoặc để chúng ta sẽ hoặc chờ nhận ra rằng dẫu cuộc đời trôi qua như mây khói, nhưng chỉ là có tình bạn học là vô cùng khó quên. Kính thưa các quý vị khách quý, các thầy giáo cô giáo, các cậu bạn cậu học sinh, kể từ ngày niên khóa chúng ta chia tay các thầy cô bạn bè giờ mái trường thân yêu, đến nay thấm thoát 25 năm rồi, và cũng gần ấy thời gian cùng dòng xoáy cuộc đời và bao suy nghĩ lo toan cho cuộc sống với bao niềm vui nỗi buồn đáng nhớ và quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung giữa mái trường thân yêu này. Những hình ảnh kỷ niệm của ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng chúng ta một niềm bồi hồi xúc động, và cũng là cảm xúc đó chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu để một lần nữa gặp lại các thầy cô thân yêu của các bạn. Hôm nay chúng ta tổ chức buổi gặp mặt chính thức này cũng là để tỏ lòng những tâm tư tình cảm đó, và đây cũng là nguyên do chính của cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể khán phòng, thể theo nguyện vọng của các cựu học sinh ban liên lạc một khóa trường lớp 1 Hải Bình, niên khóa 87-97, long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày gặp lại và tri ân quý thầy cô. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu bạn và kính mời bạn Nguyễn Thanh Tùng, trưởng ban liên lạc, lên trình bày diễn văn của khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời bạn. Các vị khách quý, thưa toàn thể các bạn từ niên khóa 87-97 có mặt ngày hôm nay. Hôm nay ngày 17/7/2022, trước theo nguyện vọng của toàn thể hội cựu học sinh liên khóa 87/97 trường cấp 1/2 Hải Bình, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày gặp lại và gặp mặt toàn thể các cựu học sinh. Thay mặt ban liên lạc hội khóa, với tình cảm trân trọng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng hơn 100 cựu học sinh đã có mặt tại khán phòng này. Những cựu học sinh đã và đang làm việc và công tác giảng dạy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh bạn trong 25 năm qua về dự buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày gặp lại cùng toàn thể các cựu học sinh. Hôm nay chúng ta đồng nhiệt chào mừng sự có mặt các quý thầy cô nguyên là lãnh đạo, là giáo viên của trường cấp 1, cấp 2 qua từng các thời kỳ đã cùng về dự buổi lễ và gặp mặt toàn thể cựu học sinh ngày hôm nay. Ban liên lạc hội khóa nhiệt liệt hoan nghênh đánh giá cao và trân trọng biểu dương các cựu học sinh từ khắp mọi miền đất nước không ngại đường xa và sức khỏe. Các thầy cô trong trường đã nghỉ hưu dành trọn thời gian đến hội ngộ với tất cả chúng ta trong ngày vui hiếm có này. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong ca dao dân ca có câu thơ như sau: một dòng đời một dòng ngựa sông, mấy ai là kẻ đứng trong bến bờ, muốn qua sông thì phải bị đò, đường đời bước phải nhờ người kính thưa. Việt Nam bao đời nay đã tôn vinh người thầy, người đưa đò, người trồng cây, người gieo mầm ước mơ không chỉ qua thơ ca, nhạc kịch mà còn thấm vào những cuộc sống thường ngày của mỗi người dân Việt Nam, từ trí thức cho đến nông dân, thợ thủ công từ thành thị, từ đô thị cho đến nông thôn, hẻo lánh và văn hóa, nho giáo, nhất sự, vi sư, bám tự, vi sư lưu truyền trong dân gian có cả ngàn năm. Kính thưa các vị khách quý, thưa các bạn, tại buổi lễ 25 năm ngày ra trường và mặc hội ngộ hôm nay, chúng ta sẽ được lắng nghe ý kiến phát biểu đầy tâm tư, nguyện vọng của các quý thầy cô trong liên khóa, trong trường, nghe những lời căn dặn trách nhiệm đối với thế hệ cựu học sinh, giao lưu thân mật sau 25 năm gặp lại. Kính thưa, kính chúc các quý thầy cô cùng các bạn học sinh và các quý khách quý sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn bài diễn văn đầy ý nghĩa của bạn Thanh Tùng. Qua bài diễn văn đã giúp chúng ta nhìn lại từng dấu son, điểm nhấn và dấu ấn trong quãng thời gian học và 25 năm cống hiến trí tuệ và sức lực cho đất nước của các cựu học sinh đồng niên khóa 8797. Qua đó nắm được nội dung, tôn chỉ, mục đích và ý nghĩa cao cả của buổi lễ kỷ niệm và tri ân quý thầy cô của cựu học sinh niên 25 năm ra trường. Và chúng ta long trọng tổ chức ngày hôm nay để thay đổi không khí. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các bạn đến với ca khúc Kỷ niệm nào quên do bạn Quang Hưng trình bày. Và lời đầu tiên cho phép em xin chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và các quý thầy cô và tất cả các bạn có mặt trong ngày trọng đại kỷ niệm 25 năm của chương trình hôm nay. Không biết nói hơn, xin chúc các thầy các cô và tất cả các bạn có những sức khỏe dồi dào và cuộc sống an khang và thịnh vượng nhất. Và sau đây em xin gửi tới quý thầy các cô và tất cả các bạn đến với khúc là mang tên Kỷ niệm nào buồn. Xin mời các thầy các cô và các bạn cùng đón nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
triển. Xin được cảm ơn giọng hát thật là tuyệt vời của bạn Quang Hưng ạ. Kính thưa các vị khách quý, thời gian có vẻ trôi nhanh quá, mới hôm nào tất cả chúng ta đã còn là những cô cậu học trò hồn nhiên vô tư, vừa học vừa chơi vừa hát hò với bao nhiêu trò nghịch ngợm. Vậy mà hôm nay chúng ta gặp nhau đây, đôi khi phải thoáng một chút ngập ngừng mới nhận ra nhau. Thời gian đã đưa tuổi đôi mươi về quá khứ và mang đến cho chúng ta tuổi trung niên cứng cáp, dày dạn hơn rất nhiều. Nhưng thời gian không thể làm mờ đi những kỷ niệm của một thời học sinh nông nổi, vô tư và hồn nhiên. Vâng, để có được những kết quả trân trọng và tự hào như thế, không thể không nhắc đến hình ảnh và vầng tay của trường cấp 1 2 Hải Bình, niên khóa 8797 đã luôn tin tưởng, dạy dỗ, hướng nghiệp, ủng hộ và gắn bó đồng hành cùng với hơn 100 cựu học sinh nay là đã và đang làm việc trong mọi lĩnh vực và tiếp tục chặng đường phát triển đã qua. Trong không khí trân trọng nồng ấm hôm nay, để nói lên những tâm tư và chuyên môn cũng như tình cảm của nhà trường đối với cựu niên khóa 8797, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Lê Thị Tuấn, nguyên lãnh đạo nhà trường cấp 1, cấp 2 Hải Bình, niên khóa 8797 phát biểu. Trân trọng kính mời cô. Đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể thầy giáo, cô giáo và cựu học sinh niên khóa 8797. Chúc buổi hội khóa hôm nay thắm tình thầy trò bè bạn. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các em học sinh thân yêu, chúng tôi thật sự xúc động khi nghe tin các em chọn ngôi trường cấp 1 2 Hải Bình cũ để tổ chức lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa này. Các em rời ghế nhà trường 25 năm, các thầy cô dạy ngày ấy nay đã về nghỉ hưu. So với ngày xưa, ngôi trường có nhiều thay đổi theo quy luật của nó. Những dãy lớp nơi các em học nay đã được làm mới khang trang với nhiều thiết bị dạy học hiện đại. Sân trường nền đất ngập lụt gắn bó với bao kỷ niệm tuổi học trò nay đã được lát gạch cao ráo sạch sẽ. Mặc dù những kỷ niệm đó chỉ còn trong ký ức, nhưng các em vẫn chọn nơi đây để tổ chức buổi gặp mặt, chứng tỏ một điều rằng mái trường cấp 1 2 Hải Bình xưa vẫn ở trong tim các em, là địa chỉ tin cậy mỗi khi các em nghĩ về tuổi học trò vô tư trong sáng của mình. Điều đó đã làm cho chúng tôi, những người thầy, người cô rất cảm động và trân trọng tình cảm của các em dành cho trường và quý thầy cô. Gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày ra trường của cựu học sinh trường cấp 1 2 Hải Bình, niên khóa 8797 của ngày hôm nay là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc. Nó không đơn thuần chỉ là cuộc hội họp tình bạn hữu, mà còn là dịp để mỗi người cùng quay trở về ký ức tốt đẹp của thời học sinh, cùng quyết tâm phấn đấu giành thêm nhiều thành công mới trong sự nghiệp, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp và tô thắm thêm truyền thống hiếu học tốt đẹp của một mái trường. Các em thân mến, ai đã từng là học sinh thì không bao giờ quên được mái trường xưa. Các thế hệ cựu học sinh dành những tình cảm sâu sắc cho nhà trường, cho thầy cô và cho thế hệ đàn em đi sau. Cô nghĩ rằng những tình cảm mà chúng ta dành cho trường sẽ có ý nghĩa hơn khi được cụ thể hóa thành các hành động thiết thực. Như khóa học của các em cũng nên thành lập quỹ khuyến học của khóa để trao học bổng cho các học sinh có thành tích xuất sắc và hỗ trợ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên trong học tập và nhiều hoạt động khác. Cảm ơn các em ban tổ chức của khóa 8797 đã dành thời gian cho nguyên lãnh đạo nhà trường giới thiệu và phát biểu. Cảm ơn
quý thầy cô đã dành thời gian quý báu của mình về thăm trường xưa, gặp lại cựu học sinh thân thương thở nào. Cảm ơn các em sẽ có quà lưu niệm nhà trường và tổ chức buổi hội ngộ hôm nay. Cuối cùng, xin thay mặt các thầy cô giáo trường cấp 1-2 cũ, xin kính chúc quý thầy cô và các em cựu học sinh sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và những lời phát biểu đầy tâm huyết của cô và dành nhiều tình cảm trước sự quan tâm, tin tưởng của cô, của thầy cô. Ban liên lạc chúng em xin tiếp thu và ghi nhận những ý kiến kiến thức quý báu của cô và chúng em xin hứa sẽ liên tục cố gắng hơn nữa, ngày càng thắt chặt mối liên hệ giữa các bạn đồng niên khóa trên địa bàn và các tỉnh thành trên khắp mọi miền tổ quốc. Thật xin lỗi một lần nữa, cũng là cái sai sót của ban tổ chức, bọn em rất là mong được thầy cô và các bạn tất cả mọi thứ. Trân trọng giới thiệu cô Tý, sẽ lúc nãy là cô đã có mặt rồi nhưng mà ban tổ chức vẫn đi kiếm cái này. Trân trọng kính mời cô, trân trọng kính mời cô lên trên sân khấu có lời phát biểu và tham gia và văn nghệ cùng với cả quá. Mặc dù đã có gần 39 năm công tác, bây giờ người thích nhất mà mặt các bạn đồng nghiệp, các thầy, các cô, các em, cô vẫn hơi run. Ngày hôm nay cô sẽ nói cái lời đầu tiên đó là cảm ơn tất cả những khóa học của các em, tạo điều kiện cho các thầy, các cô, chúng em gặp nhau. Và cũng như các cô vừa nói là lại nhớ lại những năm tháng mà gánh cùng thế hệ của các anh chị chúng ta, gánh cùng suốt đời nhà cùng với cô và đắp lại những thành những cái vách đất để học, che tre kẻ đôi ra làm ghế. Và rất vất vả, hôm nay ta thấy mái trường rất là an trang, dù đi đâu ta cũng rất vui khi quê chúng ta thay đổi rất nhiều. Và tôi xin hát một bài, cái bài này rất là cái bài chẳng nhớ đầu, không nhớ tôi cũng lắm rồi. Thì cô cùng các em hát với cô để nâng lên là lúc nào mà cô gái hay là quê. Nhớ trường. Từ trong tim tôi lên lời ta nhớ thương trường đã sống bao ngày tới nhiều năm. Yeah.
Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn cô Lý đã có phát biểu cảm tưởng và có tham gia cái tiết mục văn nghệ chào mừng lễ hội khóa ngày hôm nay để đến chúng ta như thế chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu cựu học sinh niên khóa 8797 bạn Nguyễn Trung Thành lên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời bạn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn, trong niềm vui xúc động tự hào khi được trở về mái trường cấp 1, cấp 2, Hải Bình, nơi lưu giữ bao kỷ niệm thân thương của một thời thiếu niên, cho phép tôi gửi lời chào nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến quý vị đại biểu, thầy cô giáo cùng các bạn khóa 1987-1997 về tham dự hội khóa kỷ niệm 25 năm ngày ra trường với thông điệp chung một lối về. Chúc những ngày hội khóa và tri ân thầy cô giáo thành công rực rỡ, trở thành kỷ niệm đẹp và hằn sâu trong mỗi chúng ta. Chung một lối về là về với biển, về với con sông Lạch Bạc, về với mình quê ba bể sông nước, về với quê hương nơi có cha, có mẹ, có các thầy cô, có lớp, có trường và các mẹ cũng cùng một thời. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn, nhà thơ đã thưởng thức trong những vần thơ dung dị mà ngọt ngào, tha thiết mà lan động, muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu, lời nói đầu xin hát về trường cũ, một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ, nỗi nhớ chẳng bao giờ như thế, bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi. Vâng, bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi? Câu hỏi đầy trăn trở ấy đã tạo nên khắc khoải trong đầu chúng ta từ buổi bắt đầu tạm biệt mái trường yêu dấu. 25 năm không khỏi khắc sâu, rồi đặt bàn tay lên ngực, ta lắng nghe nhịp tim của mình thôi thúc, thúc giục, nhắc nhở. Dù ở chân trời góc bể nào cũng nhớ về cội nguồn, nơi đấy có mái trường, có thầy cô, bạn bè cùng trang lứa. Để rồi luôn hôm nay, trong cái nắng chói chang của mùa hè oi ả, không phải cái nắng oi ả của mùa hè 20 năm về trước, thổn thức giọt nước mắt chia xa, mà mùa hè của ngày hội tụ, hạnh phúc và niềm vui của ngày hội tụ. Sự hiện diện của quý thầy cô cùng toàn thể các bạn là minh chứng đẹp đẽ nhất để trả lời cho nỗi trăn trở bạn nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn, dù cho công cánh muôn phương, ơn thầy tình bạn nghĩa trường không quên, dù là ai làm gì trong sâu thẳm tâm hồn, ai cũng nhớ về trường xưa lớp cũ, nhất là những tháng ngày thầy trò nỗ lực vượt khó vươn lên, và cũng bằng nhiều cách, thông qua nhiều phương thức khác nhau, chúng ta đều và đã hướng về nhà trường và các thầy cô giáo với lòng tri ân sâu sắc nhất. Hôm nay trong ngày trở về, cho dù dấu tích của trường xưa lớp cũ đã bị xóa nhòa, thay vào đó là diện mạo mới, vị thế mới, nhiều thầy cô cũ đã nghỉ hưu, bạn bè đồng niên lứa một phương, kẻ bắt người nam, kẻ mất người còn. Thế nhưng những kỷ niệm xưa vẫn đông đầy như thôi thúc chúng ta, những cánh chim bay mỏi tìm về tổ ấm, tìm về một thời hoa nắng hồn nhiên vô tư mà giật đổi yêu thương. Ở đây các thầy cô yêu quý của chúng ta vẫn luôn là những bậc
những cha mẹ hiểu hết lòng hy sinh tận tụy vì con trẻ, từ việc luôn thấu hiểu tâm lý, chia sẻ tình cảm, rồi đến những tiết giảng dạy bổ ích với bao điều hay, từ những kiến thức trong trang sách cho đến kỹ năng ứng xử giao tiếp hàng ngày, mỗi học sinh đều hưởng trọn vẹn tình yêu thương của các thầy cô giáo. Rất nhiều cựu học sinh từ những cậu học trò tinh nghịch đã được các thầy cô giáo thuần phục trở thành những thủ lĩnh tài năng, từ những cậu học trò nghèo đổi sáng khoai lấy sách nhờ các thầy cô quan tâm dạy dỗ, và sau này thực sự trở thành những doanh nhân thành đạt. Bao đứa học trò giờ người lớn, giờ trẻ con, nhiều chiêu trò tinh quái cũng đều răm rắp nghe lời, trở thành những đứa con cưng của các thầy cô ngày ấy và đang đóng góp tích cực cho quê hương đất nước. Điều đáng mừng nhất là sau 2 năm ngày trở lại, mái trường xưa đã tinh thần thay ra đổi thịt, khang trang hơn, tiện nghi hơn, lộng lẫy hơn, thành tích học tập ngày càng cao hơn. Nhà trường được xây dựng điểm là trọng điểm của thị xã. Các thầy cô nguyên là hiệu trưởng, hiệu phó và các thầy cô giáo cụ chúng ta đã về hưu vẫn khỏe mạnh, vui vẻ cùng con cháu. Kính thưa quý vị cùng các bạn, từ mái trường này rất nhiều bạn đã trở thành giáo viên tận tụy với bao thế hệ học trò ở mọi miền tổ quốc, dù khó khăn gian khổ vẫn sống đẹp, sống ý nghĩa với nghề. Nhiều bạn đã trở thành giảng viên đại học, kỹ sư, bộ đội, công an, các bộ ngành, công chức đều đã và đang hết sức mình cống hiến và đóng góp trí tuệ xây dựng ngành nghề chung. Nhiều bạn đã nỗ lực vượt khó trở thành những doanh nhân thành đạt, những công nhân lao động lành nghề, những hộ kinh doanh sản xuất giỏi, đóng góp tích cực để xây dựng quê hương giàu mạnh. Về cuộc sống riêng, dù khó khăn về vật chất, đa lo với những lo âu thường nhật, nhưng các bạn đều thỏa mãn với niềm hạnh phúc bên gia đình, tự lòng với những gì mình đang có, và cho dù sống ở đâu, trên bất cứ cương vị nào, các cựu học sinh đều tỏ rõ bản lĩnh cốt cách học trò trường cấp 1-2 Hải Bình, sống có ý nghĩa, làm rạng thêm truyền thống giàu có của mái trường thân yêu. Những kết quả đó là món quà vô giá, là sự tri ân ý nghĩa nhất đối công lao dưỡng dục của các thầy cô giáo. Một chặng đường chưa dài, 25 năm một chặng đường chưa dài, nhưng cũng đủ để khẳng định sự cố gắng, trải nghiệm và thành đạt của các thế hệ học sinh của nhà trường. Mong rằng những thế hệ hôm nay và kế tiếp, chúng ta sẽ phát huy tốt hơn nữa truyền thống yêu học, ra sức rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội, viết thêm nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn, trong quá trình tổ chức buổi gặp mặt khóa 1987, chúng ta trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình và tâm huyết của các bạn trong ban liên lạc, sự hỗ trợ của ban giám hiệu nhà trường cấp 1-2 Hải Bình, sự ủng hộ vật chất của các mạnh thường quân, nhiều bạn định cư ở nhiều miền tổ quốc, nhưng cũng có lòng hảo tâm gửi một phần kinh phí về hỗ trợ chức khóa của chúng ta. Xin nhiệt liệt cảm ơn các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là sự hiện diện của 100 thành viên trong gia đình niên khóa 1987. Nhiều bạn đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các nhiều tỉnh khác trong cả nước đã về đây tụ hội với chúng ta. Gặp hội khóa 25 năm để rồi chia tay, quay về với cuộc sống đời thường với bao bộn bề tất bật. Chúng ta hãy siết chặt tay nhau và thầm ước hẹn cho những lần hội khóa 5 năm, 10 năm tiếp theo các bạn nhé. Cuối cùng, cho phép tôi thay mặt tập thể niên khóa 1987, kính chúc trường cấp 1-2 Hải Bình phát triển đi lên. Kính chúc quý vị thầy cô cùng toàn thể các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Tình cảm đó vẫn còn hiện hữu
như chúng ta mới trải nghiệm hôm nào. Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các bạn hướng về sân khấu để nghe tâm sự của cô Phan Thị Thành có đôi lời phát biểu cho khóa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Lời đầu tiên xin cho tôi trân trọng một lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô giáo một thời đã cùng tôi gắn bó rất là vui hôm nay được gặp lại, đặc biệt là sự chào mừng đón tiếp của các em cùng học sinh và nghe diễn văn cũng như là lời ca tiếng hát của các em rồi của tí cũng thuật thật sự là làm tôi rất là xúc động, và những cái điểm xúc động đó còn hơi vời lên trên cuồng cảm xúc là của tối qua nhà tôi vừa gần trường mà cho nên là nghe em ca nên là khó một chút cảm xúc thể hiện. Hôm nay xin mời các thầy cô và các em của học sinh nghe. Và đây là một bài thơ tôi thể hiện luôn cho ngâm. Đó là tức là vừa lặng vừa xem. Lên cái bảng này là trường cấp 12 Hải Bình liên khóa 1987 và 25 ngày ra trường. Thì bài thơ đó là như thế này thực hiện. Cùng tất cả các em học sinh thân mến,
rất xúc động và cũng rất là biết ơn ban liên lạc chương trình, trong đó cựu học sinh đã không quên thầy giáo cũ, đi mọi nơi mọi miền đất nước vẫn nhớ về quê hương và mái trường khi nuôi mình khôn lớn. Và trong những niềm xúc động đó, tôi có đôi lời cảm ơn các em, các đồng chí của chúng ta luôn luôn có một sức khỏe mạnh mẽ để rồi sau đây chúng ta còn được gặp nhau nữa, trong 5 lần 3 lần. Và cũng rất xúc động thì tôi không có giọng ngâm, tôi sẽ đọc một bài thơ. Bài thơ đây là của đồng nghiệp tôi làm chứ không phải của tôi. Bài thơ ngành giáo. Tôi bước vào ngành giáo không ngập ngừng mà mạnh dạn viết đơn, cũng chẳng cần suy nghĩ thiệt đơn, vì yêu trẻ tôi bước vào ngành giáo. Nếu ai bỏ tôi làm nghề, tôi sẽ bảo tôi làm nghề đào tạo tương lai để xây dựng chế độ ngày mai, để trở thành người công dân toàn diện. Vì yêu trẻ tôi sẵn sàng cống hiến cả đời tôi cho sự nghiệp quang vinh. Tôi đã mang hết cả nhiệt tình để phục vụ cho ngành giáo dục. Tự hào biết bao trong những lúc bước hiên ngang trên bục giảng bài, ta nhắc tới ngày mai và ta nói lên những lời chân lý, ta điểm lại cho bao thế kỷ giảng say sưa những trang sử vẻ vang, những chiến công trên trận Bạch Đằng, trận Chi Lăng, Hương Khê, Yên Bái, trận biên giới Điện Biên vĩ đại đã lừng danh chấn động địa cầu. Bước ta theo những đoàn tàu lên rừng rậm núi cao và biển cả, miền xích đạo nắng thiêng tới bình nguyên đồng ruộng phì nhiêu, thước ta chỉ trên dòng sông xanh biếc, mỗi khi nhắc đến quê hương đất Việt, Phan Xi Păng, Tam Đảo, Trường Sơn, Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Quy Nhơn, qua biên hải vùng miền Nam bất khuất, ta nói lên đất nước ta thống nhất bao đời nay có truyền thống anh hùng. Ta thấy vui sao những gương mặt trẻ trung, những ánh mắt sáng ngời khi ta già, những lời văn hiện thực lời ca, ca ngợi lên cuộc sống, những việc mới của những con người mới. Ta giảng bài với giọng đầy phấn khởi, phân tích từng từ, từng ý, từng câu. Ta giảng nghĩa hẹp cho đến nghĩa sâu, ta hiểu biết truyền cho người chưa biết. Ta muốn nói hết nhiều, nhưng nói sao cho hết. Khi ta say sưa đi tìm kiếm động vật xung quanh hoa lá, cỏ cây, những đàn em nhỏ đang lứa tuổi thơ lây, ta là những người gia công dạy bảo, vì ta là những người đào tạo thế hệ thanh niên tung ra khắp bốn phương. Các em lớn lên ra khỏi mái trường, xa thầy giáo để đi làm nhiệm vụ, rồi có dịp về thăm thầy giáo cũ. Tôi nắm tay em, tay đồng chí thân yêu, và chúng ta vinh dự biết bao nhiêu. Ta có thể rất tự hào kiêu hãnh khi ngắm nhìn đoàn quân nhân mũ sao lấp lánh, súng cắt trong tay bảo vệ non sông, những em về phục vụ nông thôn. Các em hiểu xây dựng là tươi đẹp, những cán bộ bê tông cốt tác đang tài năng ra kiến thiết non sông, những cán bộ ngành y đã lấy cả nhiệt thương để phục vụ cho con người hạnh phúc. Những người đó đã trải qua bao lúc sống trong trường, đã được giáo dục lên mặt cho ban liên lạc khóa, trân trọng cảm ơn cô Nguyễn Thảo Quỳ đã có những đôi lời thật sự và có bài thơ gửi đến đoàn khóa để chúng ta nhận được chúc mừng. Trân trọng kính mời các quý vị cùng các quý thầy cô theo dõi phóng sự của ban tổ chức đã thực hiện. Nghe câu chuyện về 25 năm ngày ra trường, gặp lại với muôn vàn cảm xúc khó nói thành lời, gợi lại một chút gì đó trong quãng thanh xuân tươi đẹp này. Thời gian vốn dĩ không dừng lại để đợi chờ một ai. Chỉ cần chúng ta quên lãng một chút thôi, thì thời khắc sau đã chẳng còn giống thời khắc trước. Ngày còn đi học, chúng tôi thường nói với nhau rằng sau này nhất định sẽ họp khóa, họp lớp, cùng nhau ôn hết những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Vậy mà ra trường, guồng quay công việc, mưu sinh đã cuốn những đứa trẻ năm ấy đi xa nhau, đến nỗi khi nhìn lại có chút tiếc nuối, đau lòng khó thành câu. Thời gian trôi rất vội, nhưng dường như ký ức năm nào vẫn mãi nguyên vẹn.
Ký ức ấy đã làm cho chúng tôi bồi hồi nhung nhớ đến các cô thầy niên khóa 1987-1997. Mới bước vào cấp 1, chúng tôi được sơ qua, gặp gỡ, làm quen nhau, mong gặp được những giáo viên dạy mình. Hình tượng này đã làm chúng tôi xúc động vô cùng. Đó là cô giáo Lê Thị Viện. Hồi đó, chúng tôi mới học lớp 2. Khi nghe tin cô giáo mất, lúc đó chúng tôi, những đứa trẻ mới lên 7, lên 8, độ tuổi hồn nhiên, tự dựa vào bạn đã khóc nức nở, cũng chẳng biết gì, chỉ nghĩ đến cô giáo và xem cô giáo như một người mẹ hiền trong gia đình. Cảm động đó mỗi khi nhắc đến là chúng tôi lại nhớ nhung. Khi vào cấp 2, chúng tôi lại có một ký ức đặc biệt nữa về một cô giáo rất hiền lành, mang đậm chất thôn quê. Cô rất quan tâm đến các em học sinh, xem các em học sinh như những đứa con trong gia đình. Dù các em học khác lớp, nhưng mỗi khi nghe cô giảng lại phải yên lặng để cô giảng bài. Cũng là quy luật của tạo hóa, mỗi con người chỉ có một lần sống. Từ khi nghe tin cô giáo bị bệnh, chúng tôi cũng chia nhau vào động viên thăm hỏi. Nhưng do bệnh hiểm nghèo nên cô đã chút hơi thở cuối cùng để lại cho gia đình, nhà trường và các em học sinh một nỗi nhớ không nguôi. Khi nhắc đến cô, chúng tôi luôn có những cảm xúc về một cô giáo yêu ngành, hết lòng vì học sinh. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Ưng. Chúng tôi cũng rất bùi ngùi trước một số thầy cô giáo đã mất, như thầy Lê Văn Sơn, nguyên là hiệu trưởng của những năm học cấp 1 đầu tiên khi chuyển về công tác tại trường. Thầy cũng bị căn bệnh hiểm nghèo nên đã chút hơi thở cuối cùng vào năm 2020. Chúng ta còn tưởng nhớ đến các thầy cô năm xưa như cô giáo Nguyễn Thị Hải, thầy giáo Lợi Thưởng. Ở sâu thẳm những ký ức cùng thời gian đó, chúng ta có những người bạn học chơi thân với nhau, nhưng cũng bất chợt vì một sự cố bệnh tật hay một sự cố ngoài mong đợi nên các bạn đã bỏ gia đình, người thân, bạn bè chúng ta đi mãi mãi không về. Đó là bạn Hoàng Thị Hà lớp A, Nguyễn Thị Liên lớp C, Nguyễn Thị Dung lớp A, Phạm Văn Tuấn lớp B. Thế nên khi nghe được câu chuyện 25 năm xa trường, gặp lại vẫn bịn rịn như chính ngày xưa cũ. Ngày đi học có thể không tránh khỏi những bồng bột ngây dại của tuổi trẻ, nhưng khi đã trưởng thành, ai cũng đều trân quý ký ức khó lòng phai mờ. Thanh xuân vốn dĩ như một cơn mưa rào, ồ ạt, chóng vánh, nhưng ai cũng muốn đắm chìm thật lâu trong cơn mưa ấy. Trong ký ức của các cựu học sinh niên khóa 1987-1997, trường cấp 1, cấp 2 Hải Bình năm đó, mãi mãi là miền nhớ đẹp nhất của cuộc đời. Giờ đây, những người trẻ năm xưa đều đã trở thành những ông bố bà mẹ, đều đã được công nhận với danh xưng người lớn. Gặp lại nhau, bất chợt dòng kỷ niệm sống dậy, sừng sững như chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí họ. Mỗi người đều mải miết ôm giữ lấy kỷ niệm đẹp như sương mai ấy, vì sợ rằng chỉ cần buông một chút thôi, ngăn kéo quá khứ sẽ đóng lại. Tình cảm cũng cần sự bồi đắp mới có được sự tròn đầy, viên mãn, kể cả trong tình yêu hay tình bạn đều như thế. Những hình ảnh thời khắc ngày gặp lại với họ mà nói sẽ là những dấu ấn đẹp đẽ, lòng lành nhất trong quãng đời mai sau. Người ta thường bảo ngày cấp 2 ngây thơ, đơn thuần, xem tình bạn là niềm vui, hạnh phúc lớn lao nhất. Và ở mỗi giai đoạn cuộc đời, người ta có những nỗi sợ khác nhau. Ngày đi học, sợ kiểm tra, sợ những kỳ thi căng thẳng, những phương trình toán học khó nhằn và những bài văn viết mãi không hồi kết. Đến khi trưởng thành, người ta bước ra khỏi những nỗi ám ảnh ấy, bước vào đoạn đường với muôn vàn lo lắng còn kinh khủng gấp vạn lần. Những cô cậu học trò năm xưa quay trở về, cùng ôn lại kỷ niệm cũ. Hóa ra, trưởng thành là khi quay đầu nhìn lại, chúng ta phát hiện ra rằng, dù bản thân mình có khát khao trở lại như ngày xưa, thì cũng chẳng thể có quyền năng ấy, ngoài việc chấp nhận. Quãng đời học sinh trôi qua như một cái chớp mắt. Ngày xưa vốn nghĩ rằng kỳ thi tốt nghiệp còn ở xa lắm, thời gian dài đằng đẵng. Ấy vậy mà ra trường, những người bên cạnh cũng đường ai nấy bước. Đến lúc gặp lại thì đã hơn 25 năm cuộc đời. Những bài học mà cuộc đời dạy chẳng hề dịu dàng giống như ngày còn ngồi trong lớp học, bởi vốn dĩ mọi thứ vần vũ và tàn khốc. Lời hứa học lớp năm ấy tựa như một cái hẹn để những đứa trẻ ngày xưa quay về, tựa vai cạnh bên, kể nhau nghe những câu chuyện bàng bạc.
Có người thành công làm ông nọ bà kia, người kinh doanh ở khắp mọi miền tổ quốc, nhưng cũng có người long đong lận đận mãi đến tận bây giờ. Dù thời gian có trôi đi, vạn vật có đổi rời, thì những ký ức đẹp đẽ năm xưa vẫn còn mãi vẹn nguyên. Dẫu biết rằng con đường chúng ta không tránh khỏi những khúc quanh co, nhưng điều đáng trân quý thì mãi sáng tươi như giấc mơ thuở thiếu thời. Mấy ngày ngắn ngủi tách khỏi công việc để ở bên nhau, chỉ mong an yên trên mỗi bước đi. Do ban tổ chức đã làm phóng sự từ gần một tháng trôi qua đây thì rất là mong các quý thầy cô cùng các bạn trong khóa nhiệt liệt ủng hộ với cái thành tích của ban liên lạc khóa 8797 đã xây dựng lên. Xin cảm ơn. Để thay đổi không khí về dự với hội khóa ngày hôm nay có ca sĩ Thùy Dung, chú của nhà giạc này ạ. Vâng, và đến với ca khúc Em Yêu Anh Như Câu Hò Ví Dặm, xin mời bạn Thùy Dung. Vâng ạ, lời nói đầu tiên thì cho phép Thùy Dung đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Tuyên Dung, phường Hải Bình, thị xã Nghi Xuân, Thanh Hóa. Xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và xin gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc được mang tên Em Yêu Anh Như Yêu Câu Hò Ví Dặm, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Em nói này, các chị lấy đi. Thank you.
thân mà thương. Học trò hôm nay chúng ta các cựu học sinh đồng niên khóa xin được tri ân các thầy giáo cô giáo, dẫu cho hoàn cảnh có khó khăn và thiếu thốn bao nhiêu về mặt vật chất, nhưng thầy cô đã rất tâm huyết và nhiệt tình, không những truyền thụ cho chúng ta đầy đủ các kiến thức theo chương trình mà còn tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh về ý chí, về nghị lực, về tư duy cuộc sống. Thầy cô đã cho chúng ta bài học về tinh thần trách nhiệm, bài học về tình và nghĩa, về cách làm người, làm thầy trước các thế hệ học sinh. Trân trọng kính mời các quý thầy cô, nguyên là giáo viên cấp 1, cấp 2 trường Hải Bình lên sân khấu để bọn em làm lễ tri ân quý thầy cô. Trân trọng kính mời các thầy cô. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời toàn thể các thầy cô. Thank you.
xin chân thành cảm ơn sự đóng góp to lớn của các quý thầy cô vào sự nghiệp phát triển trồng người của ngành giáo dục tỉnh nhà và đất nước. Chúng ta nhiệt liệt vỗ tay. Tại buổi lễ này, chúng em cựu học sinh niên khóa 8797 trân trọng cảm ơn ban giám hiệu trường tiểu học Hải Bình đã tạo điều kiện thuận lợi để cho chúng em tổ chức buổi lễ ngày hôm nay. Thay mặt niên khóa, chúng em xin gửi tặng quý nhà trường cấp 1, 2 cũ và nay là trường tiểu học Hải Bình một món quà lưu niệm. Xin trân trọng kính mời đại diện ban giám hiệu trường tiểu học Hải Bình. Xin trân trọng kính mời cô Nguyệt, hiệu trưởng trường tiểu học Hải Bình lên nha, thay mặt ban giám hiệu nhận quà lưu niệm của chúng em ạ. Xin trân trọng kính mời cô. Trân trọng kính mời các bạn đại diện cho ban liên lạc cho bên trao quà cho nhà trường. Giới thiệu đại diện cho ban giám hiệu nhà trường cấp 2 và là trường trung học cơ sở Hải Bình lên nhận món quà tặng tri ân của khóa. Xin trọng kính mời đồng chí. Cũ. Cảm ơn các cựu học sinh trong ban liên lạc đã nhiệt tình chuẩn bị và làm tất cả các điều kiện vật chất tinh thần để chúng ta có một buổi lễ kỷ niệm 25 năm gặp lại và tri ân quý thầy cô. Và cảm ơn đại diện của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã phường Hải Bình đã đến sự buổi lễ tri ân ngày hôm nay. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bạn Nguyễn Thanh Tùng thay mặt ban liên lạc sẽ có bài diễn văn. Cảm ơn và bế mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời bạn. Kính thưa các quý thầy cô cùng các vị khách quý, thưa toàn thể các bạn cựu học sinh, sau một buổi làm việc sôi nổi với tinh thần trách nhiệm, lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường và tri ân quý thầy cô và các cựu học sinh niên khóa 8797 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Thực sự là một buổi lễ long trọng mang nặng dấu ấn, một buổi gặp mặt đầy tình cảm và hành động theo tinh thần tình cảm, tri ân, đổi mới và phát triển. Thành công của buổi lễ là hội ngộ, là công sức đóng góp của hơn 100 các cựu học sinh và chủ lực là ban liên lạc cựu học sinh niên khóa 8797. Lễ kỷ niệm và tri ân quý thầy cô được sự ủng hộ, tổ chức, điều hành chặt chẽ của ban liên lạc cựu học sinh niên khóa 8797 là thành công chung của tất cả các cựu học sinh chúng ta. Cũng là nhiệt liệt chúc mừng. Chúng ta phấn khởi và vinh dự được đón tiếp các quý thầy cô nhà trường cấp 1, cấp 2, niên khóa 8797 đã quan tâm dành thời gian đến dự và dành nhiều tình cảm. Lời chia sẻ cho lễ kỷ niệm và tri ân quý thầy cô thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm đóng góp to lớn của các vị khách quý, các quý thầy cô trong nhà trường và các cựu học sinh gần xa đã dành cho buổi lễ kỷ niệm được thành công. Kính thưa các quý vị thầy cô,
quý vị khách quý, thưa các cựu học sinh thân mến. Trong một thời gian diễn ra buổi lễ, cựu học sinh liên khóa và quý vị đã được Ban Liên lạc trao áo kỷ niệm 25 năm ngày ra trường và tri ân. Ban Liên lạc khóa đã tiếp tục tiếp thu tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến đóng góp, bổ sung và cách thức tổ chức hoạt động của hội khóa. Kính thưa các quý thầy cô, thưa các bạn cựu học sinh, đến giờ phút này lễ kỷ niệm và tri ân quý thầy cô đã thành công tốt đẹp. Thành công này có sự đóng góp to lớn của toàn thể cựu học sinh liên khóa 8797 đã và đang công tác tại mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Chúng ta cảm ơn những sự đóng góp to lớn của các mạnh thường quân và các những bạn đó đang do tính chất công việc không về tham dự được buổi lễ này và ủng hộ nhiệt tình, đặc biệt là tất cả các cựu học sinh của chúng ta. Với niềm vinh dự và sự thành công, tin tưởng vào sự đồng thuận và tình cảm của các cựu liên khóa 8797, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường và tri ân quý thầy cô của cựu học sinh liên khóa 8797 trường cấp 1 cấp 2 Hải Bình. Đến đây kết thúc, xin kính chúc các quý thầy cô, các vị khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Tùng, cảm ơn các bạn trong ban liên lạc, cảm ơn các vị khách quý cùng quý thầy cô giáo và các cựu học sinh niên khóa 8797 trên khắp mọi miền đất nước đã bước chút thời gian về dự lễ buổi lễ kỷ niệm gặp mặt hội ngộ hôm nay. Kính chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Vâng, vậy là thế này, buổi lễ long trọng và gặp mặt hôm nay đã đến giờ kết thúc. Kính đề nghị quý vị khách quý, các quý thầy cô cùng các bạn trong khán phòng nghỉ giải lao, chụp hình lưu niệm trong ít phút và quay trở lại khán phòng dự buổi lễ tiệc thân mật cùng khóa. Xin trân trọng cảm ơn. Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay ta bước vững vàng.